nhà Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình vô đề sáng chủ nhật và bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi sáng chủ nhật tương tự như sáng thứ bảy chúng ta có chương trình vô đề tức là đề tài được mở rộng hơn hy vọng sáng ngày hôm nay quý vị lại có những cái đề tài mà chúng ta có thể thảo luận một cách hào hứng hơn thay vì tập trung vào thời sự mỗi một ngày à, cảm ơn tất cả mọi người và bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ đi vào trong cái phần à, comment của quý vị đọc xem coi quý vị có những cái ý kiến hay có những câu hỏi gì chúng ta có thể trả lời và có thể giải đáp được nha rồi lướt qua những cái lời chào hỏi nếu bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba thì người việt phải làm gì phong mong anh cho lời khuyên thành. chả làm gì cả có làm cũng chả làm được nếu nó bùng nổ thì cách hay nhất là an toàn cho gia đình của mình đó là điều đầu tiên an toàn đó là an toàn về cái sinh mạng đầu tiên thứ hai là an toàn về cái thực phẩm đó là hai cái đầu tiên nếu như nó có xảy ra nha rồi trọng ngã về bắc kinh chính sách của mỹ sẽ ra sao sẽ cứng rắn hơn trong thời gian gần đây quý vị đã thấy là phía hoa kỳ đã có những chính sách rất cứng rắn uh, trong uh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế thì bây giờ là đã có một số những cái uh, uh, ít nhất là đã có một số những cái uh, kết luận từ bộ tài chánh và kể cả bộ uh, thương mại thì trong thời gian tới sẽ còn khó khăn hơn nhiều tức là mặt hàng của việt nam sẽ giảm bớt cái trong cái vấn đề gọi là xuất cản qua Mỹ và thứ hai là sẽ tất cả những cái uh, quan hệ với Mỹ sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều nha rồi Cảm ơn Hải Hà đóng góp 10 Mỹ Kim Ok thank you ok rồi tiếp tục à rồi tiếp tục cái cái tiếp của quý vị nha Ok để tôi, tôi ra lại cho tôi là mất hết của quý vị vụ giảm đạp ở Nam Hàn có phải là hậu quả của xã hội băng băng ngoại không nó no. Cái đó là cái lễ hội Tuy nhiên cái này tôi nghĩ rằng trách nhiệm ở phía của chính quyền địa phương nhiều hơn. 151 người đã bị thiệt mạng. Tôi nghĩ rằng là chính quyền địa phương họ đã underestimate tức là họ đã không họ đã thiếu tính toán khi cái con đường dốc nó quá hẹp mà lại để cho số lượng người đông tràn vào đây. Đáng lý ra họ phải để cái capacity tức là cái khu vực này nó cho nó có cái sức chứa là bao nhiêu và họ giới hạn người vào. Nhưng mà tại vì cái lễ hội nó lại gọi là một cái cái buổi lễ về Halloween mà thì nhiều khi cái chính quyền địa phương họ cũng muốn cho mọi người vui chơi rồi cái uh, họ lơ là trong vấn đề này cho nên nó mới dẫn tới thảm kịch trên chứ chả có gì gọi là băng hoại cả nó không có liên quan gì tới băng hoại cả băng hoại tức là người ta đồi trụy người ta trụy lạc và người ta cho hợp pháp những cái thứ đáng lý là gây hại cho người ta nhiều hơn ok rồi à, uh, có cách nào kềm chế phần phần cánh tả đang trổ dậy ở Mỹ không không nó không phải trổ dậy mà nó đang khống chế nước Mỹ 30 năm nay và bây giờ nó đang bị suy yếu thành phần cánh tả ở nước Mỹ này thì nó đã khống chế cái xã hội gần à, gần 30 năm qua nhưng bây giờ thì nó đang bị đẩy lùi trở lại chứ không phải là nó trỗi dậy nó đã cầm quyền 30 năm nay rồi và nó xây dựng một cái hệ thống đầm lầy rất dơ bẩn thì bây giờ chúng ta đang dọn dẹp bãi đầm lầy này nha nhưng mà dọn dẹp một bãi đầm lầy không thể cầm cái chỗ quét một cái là nó sạch cần phải có thời gian nha rồi tiếp tục à... Vì sao phe cực tả bài trừ nhiên liệu hóa thạch? À, thứ nhất là họ nhân danh về cái vấn đề môi trường. Và thứ hai là cuối cùng tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều lệ thuộc vào nguồn à, nhiên liệu. Dù đó là nhiên liệu hóa thạch hay là à, dầu thô. Thì à, tất cả các cái ngành công nghiệp cho đến ngành kỹ thuật đều cần tới đó. Và khi đều cần tới nó thì phải lệ thuộc. Bây giờ nó phải tìm cách nào để mà loại trừ cái quyền lực này. Thì cách hay nhất là không để cho họ buôn bán được nữa Tại vì đám cánh tả nó đầu tư vào ngành kỹ thuật Và nó cho rằng ngành kỹ thuật sẽ là ngành khống chế cả thế giới trong vài thập niên tới Nhưng mà ngành kỹ thuật thì vẫn phải lệ thuộc vào nhiên liệu Không thể để cái máy server chạy mà không có điện Không thể để những cái máy bốc hoạt động mà không có điện Do đó nó triệt tiêu để nó làm mất đi cái tầm ảnh hưởng của ngành nhiên liệu để nó tạo ra một thứ nhiên liệu khác mà bây giờ khả năng tạo thứ nhiên liệu khác thì đã có nhưng mất rất là nhiều thời gian để thay thế nguồn nhiên liệu này nha. Nhưng mà nó nhân danh là khí hậu toàn cầu bị hấp nóng. Cái đó là cái sự nhân danh của họ. Còn nếu mà họ có urgent tức là có gấp rút hay không thì tôi cho rằng không có. Khí hậu toàn cầu có phần gọi là thay đổi nhiều trong trong 100 năm qua. Và phần thay đổi này có phần tiêu cực nhưng không phải là urgent tức là không phải là gấp rút là ngày mai chúng ta không còn oxy để thở nó đẩy cái nghị trình này là để nó thực hiện những cái mục tiêu của nó miễn làm sao cái điểm mục tiêu sau cùng của đám này là sự thống trị trên toàn cầu vẫn được duy trì và vẫn tiếp tục duy trì đó là cái mục tiêu cuối cùng của họ thì họ sử dụng họ biết là về luật pháp có giới hạn ban hành luật pháp cũng có giới hạn cho nên cái cách hay nhất là tinh vi hơn là kiểm soát con người bằng kỹ thuật do đó nó đầu tư vào ngành kỹ thuật rất là nhiều nha rồi tiếp tục à wow à rồi quay trở lại chút xíu chứ không thôi mất cuộc các bạn ok Putin đổ cho Ukraine sắp sử dụng bom dơ vậy thì liệu Putin có lấy cớ đó để là hạt nhân ở Ukraine không bây giờ thì ông ta tri hô như vậy như vậy nhưng mà bây giờ thì phải chờ cái bản báo cáo của IAEA bởi vì trong tuần rồi đó thì IAEA tức là cơ quan giám sát về hạt nhân nguyên tử của Liên Hiệp Quốc đang có mặt ở những nơi mà Putin đã cáo buộc họ thanh sát rồi chúng ta xem bản báo cáo mới biết được. Tuy nhiên thì Putin đã khẳng định ông ta không cần thiết dùng loại vũ khí này ở trong chiến trường Ukraine thì lời nói của Putin thì chúng ta chưa biết được thật hay giả. Nhưng tuy chính và cách đây hai ngày ông ta tuyên bố như vậy. Còn cái vấn đề mà ông ta có dùng hay không thì lại là một chuyện khác, nó tùy tôi nghĩ rằng nó tùy theo thái độ của NATO nha. Rồi tiếp tục, à giá xăng trong nước đang bị gì? À, à, đang bị thao túng à, chi phối bởi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, họ có thể chi phối thao túng được bao lâu nữa? Thì cứ việc kèm giá, cứ việc dùng cái bộ công thương kèm chế giá cả. Rồi quý vị sẽ thấy là cuối cùng đi tới tình trạng không có một cây xăng tư nhân nào làm. Tại vì Họ bị ép mua giá cao bán giá rẻ Thì quý vị họ nói no tôi không mua nữa Tôi không đóng cửa luôn tôi bán thứ khác Thì lúc đó họ sẽ lãnh hậu quả Nếu như mà kềm chế giá cả Phải để cho giá cả của thị trường lên xuống Theo cái nhu cầu và cái thị trường Không thể kiểm soát giá cả Và cũng không thể control giá cả Làm cái này nó sẽ một cái tác hại rất lớn Tại vì nó sẽ đẩy tới tình trạng thiếu xăng dầu và thiếu năng lượng và tình trạng này nó xảy ra nó ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế có thể sẽ bị tê liệt nha rồi tiếp tục à ok à dân việt nam mình trong nước thật là lạ ông tỷ phú thái lan tước vương miện hoa hậu thì phản ứng rất dữ dội nhưng khi bà đảng tước đoạt quyền lợi chính trị thì là cười hè hè bởi vì họ đã bị họ đã, đã, bị gần như là bị cái chính quyền cai trị nó biến thành một cái thứ ban phát rồi thứ nào nó ban cho thì người ta thích Thứ nào người ta không cho ban cho thì người ta chịu, người ta không dám phản kháng. Ngược lại, quý vị, thứ nhất là nó càng đẩy nhiều về cho quý vị à, bàn tán về những cái à, trò giải trí thì cái chính quyền nó cầm quyền nó càng vững chắc hơn. Quý vị chỉ quan tâm tới những cái chuyện mà lùm xùm của hoa hậu mà quý vị không nghĩ tới việc mà ngày mai tiền đâu đổ xăng và xăng sẽ đổ ở chỗ nào? thì cái đó là cái mục tiêu của đảng, của cái đảng cai trị mà nó sợ người ta uh, nó hỗn loạn và nó sợ người ta nổi loạn vì không đủ những cái này do đó nó thổi phồng tất cả mọi thứ lên nha yeah. rồi tiếp tục à uh... ok à uh... wow à uh... tôi cho rằng lệnh tổng động viên của nga chỉ uh, đếm ra chân uh, chăn đạn chứ không làm sao uh, uh, số lính với chuyên nghiệp Ukraine và nga chỉ thắng Ukraine khi sử dụng vũ khí cấm mà thôi. Có thể nhưng mà cho tới giờ phút này thì tôi thấy rằng là nhìn tổng tổng quát thì tôi thấy rằng là hai mặt một đồng tiền. Về mặt mà chúng ta đánh giá về thực lượng lực lượng quân sự của Nga thì rõ ràng họ không mạnh như chúng ta tưởng, họ không hề mạnh như chúng ta tưởng và và cái bản đánh giá của một số chuyên gia quân sự trên thế giới. Nhưng về mặt khác thì mặc dù là quân đội của Ukraine đang có một cái chiều hướng tốt nhưng bây giờ bốn tỉnh, bốn khu vực của Ukraine chính thức đã bị sát nhập vào Nga. Thì quý vị nghĩ cuộc chiến này ai thắng ai thua. Quân đội Nga chúng ta nhìn thấy được sự rõ ràng yếu kém và không phải mạnh giống như là những cái ranking đánh giá của giới quân sự quốc tế. Nhưng bây giờ mặc dù rằng Ukraine có nỗ lực đó, nhưng bây giờ Kherson, rồi uh, Zaporizhia, rồi uh, uh, à, uh, Luhansk, Donetsk, Donetsk, bốn khu vực này đã bị sát nhập vào nước Nga. Ukraine vẫn chưa chiếm lại toàn bộ bốn khu vực này. Và ngày hôm nay Nga còn Nga, Nga còn uh, ngăn cản luôn cái đường ra hắc hải nữa. Do đó quý vị, nếu quý vị chỉ đi bò theo những cái uh, những cái uh, chiến thuật thì vi quý vị có cảm giác rằng là quân đội Ukraine rất mạnh. Quân đội Ukraine có tinh thần chiến đấu rất là tốt, nhưng mà khả năng của họ là phải trông cậy vào sự hỗ trợ về vũ khí của Tây Phương. Và Tây Phương bây giờ thì đương nhiên là hỗ trợ cho Ukraine. Nhưng cuộc chiến này kéo dài một năm nữa. Liệu khối Tây Phương có tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine hay không? Quý vị, do đó đánh giá một cái cuộc chiến. Mình nhìn ở tổng quát của cuộc chiến. Không nên chạy theo những cái ô chiếm được cứ điểm này, chiếm được cứ điểm kia là cho là chiến thắng. Cái chiến thắng cục bộ đó không có là cái gì cả toàn diện cuộc chiến mới là quan trọng nha. Rồi tiếp tục à bầu cử giữa mùa trong đảng dân chủ à, đẩy lùi thành phần cực tả của anh. Họ rất muốn nhưng mà giống như tôi nói mỗi một cái district nó có một cái à, khối cử tri. Thì khối cử tri này là những thành phần nó đã được à, à, ve vuốt bằng những cái điều, à, những cái lời hứa và nó vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho những người này. Ví dụ ở Minnesota bà Ihan Omar làm sao bà ta thất cử khi cái district của bà ta 80%, 90% là người Hồi giáo. Thì làm sao bà ta thất cử đây? Những người Hồi giáo đó đều dồn phiếu cho bà hết. Rồi thứ hai là okazu conte Cái district của cổ là cái district tôi gọi là cái district gọi là cái khu gọi là khu uh, uh, khu ổ chuột của New York. Thành phần đó toàn là băng đảng xã hội đen. Rồi tất cả những cái thành phần gọi là uh, dễ, dễ dàng quậy phá xã hội đó. Nó lại nằm dưới lý thuyết của Okaso Conte và nó bỏ phiếu cho Okaso Conte. Thì làm sao bà thất cử được? Có điều là nếu như mà đảng dân chủ họ control được cái cái phần đa số tức là họ đẩy ra được một cái thống nhất về một cái chính sách và không thể là gây tổn thương cho người dân Hoa Kỳ. Còn bây giờ những cái chính sách của đám cực tả này kể cả họ liên kết với lại Bernie Sanders. Bernie Sanders là kẻ xã hội chủ nghĩa. Thì quý vị nó liên kết thành một vây cảnh thì bây giờ chỉ có là giảm bớt và khiến họ dồn họ vào góc thì có thể. Thì tôi nghĩ rằng bên đảng Dân Chủ vẫn đang muốn điều này. Nhưng mà họ cũng đang lúng túng trong vấn đề này. Tại vì về quy tắc họ vẫn cần lá phiếu của đám cực, đám cực tả. Nếu mà đám cực tả này nó phản phé, nó không bỏ phiếu một cái. Thì toàn bộ các cái dự luật của đảng Dân Chủ chưa chắc thông qua được. Chưa chắc tới được bàn của Joe Biden. Do đó tôi nghĩ rằng là đã là những người mà gọi là bảo thủ trong đảng dân chủ họ đang vật lộn rất nhiều làm cách nào để giữ được cái quyền đa số mà có thể uh, thay đổi được suy nghĩ của những kẻ này nhưng mà những kẻ này thì nó lợi dụng cái khe hở về cái luật tự do bầu cử của hoa kỳ nó thắng được thì quý vị rất là khó rất là khó nha yeah. rồi tiếp tục ok à uh, wow à uh, Nếu Đảng Cộng hòa lấy lại thượng viện có cách nào thay đổi chủ tịch khối đa số thượng viện không? Thì họ lấy lại là họ là chủ tịch đa số. Biết hiểu cái nghĩa chủ tịch đa số không? Đa số tức là cái đảng nó cầm quyền nắm đa số thì ông Mitch McConnell sẽ trở thành chủ tịch đa số. Còn Chuck Summer sẽ trở thành chủ tịch khối thiểu số. Nếu Đảng Cộng hòa lấy lại thượng viện. Còn nếu như bây giờ Đảng dân chủ vẫn nắm ở thượng viện thì đương nhiên là chủ tịch khối thiểu số vẫn là Mitch McConnell. Rồi chủ tịch khối đa số là Chuck mà Khi mà chiếm lại quyền đa số Thì tự động họ sẽ trở thành chủ tịch khối đa số Nếu cái khối phiếu của Đảng Cộng Hòa nhiều hơn Phải hiểu rõ chứ ngồi đó, ngồi đó hỏi Ủa sao kỳ vậy? Có cách nào đẩy ra không? Đẩy ra rất là dễ dàng Chỉ cần bên Thượng viện mà Đảng Cộng Hòa nắm lại Cái uh, quyền đa số thì tự nhiên là sẽ có chủ tịch khối đa số Còn Đảng Dân Chủ sẽ trở thành khối thiểu số Đơn giản vậy thôi Còn chức chủ tịch Thượng viện là impossible chức chủ tịch thượng viện là của phó tổng thống đó là hiến pháp quy định phó tổng thống sẽ kiêm chức chủ tịch thượng viện nha yeah, ok rồi tiếp tục à hậu quả thiếu xăng kinh tế sẽ sụp việt nam sẽ sụp đổ không giác yes. nếu như trường trọ mà à, không đủ xăng hay là không đủ nguồn à, à, năng lượng thì kinh tế đó chắc chắn sẽ bị sụp đổ tại vì toàn bộ cái nguồn máy kinh tế sẽ bị tê liệt không hoạt động được khâu sản xuất cho tới những cái phương tiện di chuyển của người dân, cho tới những cái à, tình trạng mà xài à, năng lượng ở trong nhà như là à, gas nè, rồi à, điện nè, nó không đủ, thì đương nhiên là tất cả đều rơi vào tình trạng gọi là tê liệt hết. thì nền kinh tế mà bị tê liệt thì có nghĩa là khủng hoảng đó, là sụp đổ đó, nha. rồi tiếp tục, à, wow con quen vài người bạn ở UK tầm 20 30 tuổi tất cả đều rất bức xúc với chính quyền hiện tại và lên án không là phân biệt chủng tộc vì đòi tách khỏi Âu châu làm giá sang gấp đôi ở ở UK tức là ở Anh quốc. Tôi nghĩ rằng là cái đám đó là cái đám gọi là ích kỷ. Những người bạn của con là những người bạn ích kỷ. Tức là nó hội nhập vào nước Anh mà nó không nghĩ cho quyền lợi của nước Anh mà nó chỉ nghĩ cho quyền lợi của cá nhân nó thôi. Thì những tên này không đáng sống tại anh Nếu bạn của con là như vậy Thì những tên này không đáng sống tại anh Tại sao nước Anh phải rời rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu Tại vì nước Anh có cái quyền độc lập riêng của họ Không lệ thuộc vào quyết định chung của Âu Châu Họ không muốn lệ thuộc cái quyết định về kinh tế chung với Âu Châu Cho nên họ rút ra khỏi Âu Châu Và cái này đa số người Anh đồng ý Nếu đa số người Anh không đồng ý Thì nước Anh khó rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu chỉ có một thiểu số cánh tả không nắm quyền được và nó kích động một số người thiếu hiểu biết và có tinh thần sống dựa người khác thì nó mới ủng hộ cho cái việc mà anh ở lại trong liên hiệp Âu châu. Còn anh là một trong những quốc gia sáng lập liên hiệp Âu châu mà bây giờ họ chịu không nổi, họ phải rời khỏi liên hiệp Âu châu. Nước Anh là một trong những quốc gia sáng lập liên hiệp Âu châu đó. Là bởi vì cái liên hiệp Âu châu bây giờ nó trở thành một cái khối rất là tham lam ích kỷ và nó không có chia sẻ đồng đều trách nhiệm do đó anh không muốn có tiếng nói của mình cứ suốt ngày bị nhiều quốc gia trong liên hiệp Bảo châu đè xuống cách hay nhất là rời khỏi liên hiệp Bảo châu để mình có một cái quyết định riêng của mình độc lập không có dính dáng tới ai cả Nha hình như đám bạn con là cái đám mà gọi là à, không hiểu được hoặc là suốt ngày sống bám phiếu vào người khác thì mới à, lên tiếng bức xúc Tôi chủ cũng không biết chữ bức xúc này nữa Nhưng mà lên tiếng là bất mãn đó Thì họ có quyền rời khỏi nước Anh Nhưng tại sao họ vẫn còn tiếp tục sống ở nước Anh Ok Rồi tiếp tục Nghe bài phân tích của anh Việt Nam dưới thời Pháp thuộc dù Pháp độ Nhưng thời Pháp à, mở ra cho dân tộc Việt Nam Ánh sáng chúng ta tiếp cận với nhiều nền văn minh nước ngoài Trung Hoa Yes Đó là thực tế Mặc dù người Pháp đã đô hộ chúng ta rất nhiều Đồ hộ chúng ta và có những cái hành động rất là ác độc với người dân tộc của Việt Nam không những dân tộc Việt Nam và kể cả những dân tộc khác nằm dưới thuộc địa của Pháp nhưng mà order side tức là bên cạnh đó họ vẫn mang lại một cái nền giáo dục tốt và họ mang lại họ cũng xây dựng tất cả những hạ tầng cơ sở bây giờ quý vị từ ở Hà Nội xuống vào tới miền Nam tất cả những đường phố đó ai xây dựng người Pháp xây dựng tất cả hệ thống cống rãnh, đường xá bây giờ Cộng sản đang dùng vẫn là của người Pháp xây dựng. Dù là ngoài Hà Nội. Chứ, chứ đừng nói trong Nam nữa. Thì quý vị phải nhìn à, cái câu chuyện lịch sử nó bằng nhiều góc khác nhau. Có tích cực, có tiêu cực. Có cái tốt và có cái xấu. Bây giờ quý vị, 70 năm nay Cộng sản xây dựng được cái gì? Hay là chấp vá ở trên cái hạ tầng cơ sở của người Pháp đây? Nói tôi nghe đi kể cả ở ngoài Hà Nội và kể cả các tỉnh ngoài Bắc luôn. Họ chả xây dựng được cái gì cả. Họ chỉ chấp phá trên những cái hạ tầng cơ sở mà người Pháp để lại thôi. Rõ ràng chưa? Ok. Rồi tiếp tục. À, ok. Wow. À, lướt qua. Ok. Rồi. À, Rồi à vậy có nghĩa là Ukraine à cái gì dù cố gắng chiến đấu kiên cường thì cuối cùng họ vẫn chấp nhận thua cuộc và và mất đất. Bây giờ thì cục diện trước mắt là như vậy, cục diện sau này chưa biết. Cục diện trước mắt là 2014 Ukraine đã mất đi Crimea, 2022 lại mất thêm 4 phần đất vào tay của Nga. Đó là cục diện bây giờ, còn cục diện sau này họ có lấy lại được hay không? Chưa ai biết hết cũng vậy bây giờ nó là như vậy nha rồi à kinh tế trung quốc đang gặp nhiều khó khăn vậy khi nào kinh tế trung quốc sụp đổ đang trên đường và tập cận bình cũng đang phải tìm cách gọi là chính vì ông ta biết được là khó vực dậy nền kinh tế quay trở lại của cái thời kỳ vàng son cho nên ông ta mới tập trung vào một cái chiến lược khác là nền kinh tế tập trung mà khi nền kinh tế tập trung mà áp dụng trên lãnh thổ trung quốc thì người dân trung quốc sẽ mất dần tài sản và tài sản đó sẽ bị hút vào trong cái guồng máy cai trị đó là cái chính của nền kinh tế tập trung dưới y trang dưới thời của mao trạch đông và lúc đó người dân trung quốc sẽ không có đủ khả năng để mà sinh tồn thì họ sẽ sống giống như giống như dân việt nam lật đổ thì không dám và cứ sống lây lất qua ngày được bữa nào hay bữa đó đó là cái hậu quả kinh tế mà bây giờ tập cận bình đang thúc đẩy để là tập trung quyền lực vào chính quyền trung ương đó nha yeah. rồi tiếp tục ok Mu muốn mua tài liệu để dạy cho con qua của con bằng tiếng việt à, chú có thể cho biết tài liệu nào trên website nào không có trên nguyên tắc bây giờ đó thì quý vị không có một cái tập tài liệu nào bằng tiếng việt hết ngoại trừ một số những cái bài học lặt vặt hay là một hai cái, cái bài giảng lặt vặt ở trên internet ra không có một cái giáo trình nào ở bên ngoài này để mà trở thành một cái giáo trình chính thức để giảng dạy cho các em các cháu từ tuổi tuổi tiểu học cho tới tuổi trung học và kể cả đại học luôn không có phải tự mình ráng học tiếng Anh rồi dịch qua tiếng Việt chứ không có cái nào hết nha rồi à, chương trình tiểu học của Việt Nam rất nhiều hơn tuổi của mấy em như vậy như vậy thì không ra gì tôi đã nói quý vị Đừng nhắc tới giáo dục nữa. Giáo dục của Việt Nam là cái nói là ngành giáo dục và đào tạo cái tên của nó là như vậy. Nhưng trên nguyên tắc nó chỉ là một cái guồng máy tuyên truyền và tẩy não. Trên thực tế nó là guồng máy tuyên truyền và tẩy não, nó không mang lại giá trị kiến thức cho con em quý vị, Ngoại trừ biết đọc biết viết. Còn lại là nó đẩy tất cả con em quý vị vào cái chương trình của Đảng cai trị, tẩy não tẩy não là chính do đó cái vị nói cái chữ giáo dục ở việt nam đó thì tôi nghe tôi nhục lắm tại vì nó không phải là giáo dục nó chỉ là cái công cụ của quần máy cai trị để mà vung đắp cho quyền lực của kẻ cai trị thôi ok nó không đào tạo được bất cứ một cái gì cả nha yeah. rồi tiếp tục ok à ok à lướt qua một số những cái à... Vụ bầu cử giữa nhiệm kỳ có ủng hộ viên nào của người Việt Nam sáng giá hy vọng được vào quốc hội không? Chỉ có một người duy nhất là Hùng Cao, quốc hội Hoa Kỳ. Còn không có người thứ hai nữa. Hai năm tới thì khác. Bây giờ thì chúng ta chỉ có một người lọt vào cái cuộc à, à, bầu cử cuối cùng vào tháng 11 này. Còn nếu mà hỏi ở cấp tiểu bang và địa phương thì rất nhiều. Còn cấp của liên bang thì duy nhất chỉ có một người thôi nha. Rồi... à Wow Ra khỏi EU là quyết định đứng đắn hơn EU trong đó có Pháp, Đức, Tây Ban Nha rất ích kỷ Toàn chơi những trò thủ đoạn cánh tả Nước Anh muốn bổ, bảo tồn giá trị quốc gia mình Thì Brexit là đúng giá. Dạ, tôi vẫn ủng hộ cho nước Anh Brexit Tại vì tôi thấy rằng là Thứ nhất là cái ổ của Liên Hiệp Âu Châu Là cái một, một cái ổ rất tham lam và ích kỷ Và thứ hai là họ sẵn sàng Họ sẵn sàng bịt cặp mắt của mình lại Và hợp tác với những kẻ độc tài toàn trị và lệ thuộc vào những kẻ độc tài toàn trị và hậu quả đó quý vị hậu quả bây giờ đó là không có năng lượng đó tại vì năm xưa thay vì đi mua cái năng lượng của đồng minh mình để có tinh thần tương trợ dù giá cao một chút thì họ chê họ đi mua của những kẻ độc tài toàn trị bây giờ họ bị lệ thuộc đó đám liên hiệp âu châu là một cái khối kinh tế mà mà kinh tế thì nó mục đích của nó là làm sao cho cái nền kinh tế nó duy trì được một cách phồn thịnh, nó bất chấp cái sự cái 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 sự khổ đau khổ hoặc là cái sự nghèo khó của những quốc gia khác, lâu lâu nó ban phát cho vài trăm triệu euro, một tỷ euro, nó ban phát cho để nó nuôi dưỡng cái đó và nó duy trì cái sự thịnh vượng. Đó là sự khác biệt của Âu Châu và của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ kiếm được tiền và là thị trường lớn nhất thế giới. Nhưng Hoa Kỳ biết chia sẻ sự thịnh vượng của mình Còn đám Âu Châu không biết chia sẻ sự thịnh vượng Nó chỉ ban phát cho những quốc gia nghèo khó Đang lạc hậu à, Những cái đồng tiền mà họ kiếm được thôi Nhưng mà họ không hỗ trợ cho những quốc gia này Một cách gọi là phát triển kinh tế đều đặn Do đó quý vị chỉ một hai ca quốc gia ở trong đó họ làm Ví dụ như là Na Uy Ví dụ à, như là à, Đan Mạch thì lâu lâu họ còn hỗ trợ cho những cái dự án hạ tầng cơ sở. Còn đám Âu châu á quý vị thấy không, từ năm 2018 19 cho tới bây giờ đều lên tiếng và nói rằng sự nguy hiểm của một vành đai một con đường. Nhưng tới ngày hôm nay, Nhật, Hoa Kỳ đã bắt đầu có những cái chương trình tài trợ cho những quốc gia nghèo khó đang phát triển bằng chính đồng tiền của Hoa Kỳ và của Nhật Bản. Còn đám Âu châu đã cam kết là sẽ có những ngân hàng tài trợ cho những quốc gia đó. Cho tới bây giờ, 4 năm rồi, đám Âu Châu có được một cái ngân hàng nào tài trợ cho các chính phủ ở, của các quốc gia nghèo khó và đang phát triển không? Không có. Rốt cuộc cũng chỉ có Hoa Kỳ với Nhật Bản thôi. Thì quý vị, đây là cái tham lam của đám Âu Châu. Nhân, ngân nhân nghĩa đạo đức thì nói rất là nhiều. Tức là cái miệng nói thì nghe hay lắm. Nhưng mà trên thực tế, họ vẫn tiếp tục duy trì sự thịnh vượng của họ và bất chấp sự phát triển của những quốc gia khác đó là đó là thực tế đó quý vị ok rồi tiếp tục ok à rồi theo anh phong những người ôn hòa trong đảng dân chủ à, gì à, dồn đám cực tả vào góc tường không anh chưa biết được phải coi cuộc bầu cử năm nay là bên đảng dân chủ những ai thắng cử trở lại bây giờ thì vẫn chưa biết được nhưng mà chắc chắn rằng những thành phần mà tôi vừa kể tên sẽ không bị rớt cử Trừ khi là cái vị xúc hết đám cử tri ở đó đuổi nó qua chỗ khác Hoặc là làm cho nó chán khu vực đó Nó bỏ đi hết Không còn ai nữa Rồi người mới tới Thì mới bị Còn nếu không thì no way Nhưng mà chuyện này là chuyện gọi là còn hơn khó hơn trúng số Đó quý vị thấy ở trên San Francisco không cái district ở trên San Francisco á, là coi như là 90% là cực tả không á làm sao quý bị đuổi được cả triệu người trên đó đi ra nơi khác rồi quý vị một cái điều rất tức cười là liên quan tới cái cái vụ mà ông chồng bà Nancy bà Lossi đó ok là bị à, trộm nó vô nhà công an à, cảnh sát của San Francisco chưa có kết luận mà đám truyền thông cánh tả đã kết luận rồi à, dựa trên một hai cái post của ông này trên mạng xã hội cho ổng là ma mà cái đặc biệt quý vị ở San Francisco ông này là, là cư dân của San Francisco mà San Francisco thì không có một thành viên nào của MAGA ở đó hết thì quý vị thấy tức cười không? MAGA có mặt ở khắp nơi nhưng mà những cái nơi cực tả như San Francisco thì làm sao MAGA ngốc đầu nổi? Trên MAGA không có mặt ở San Francisco San Francisco là hoàn toàn không có thành viên của MAGA trong đó mà nó vẫn chụp mũ đây là thành viên của MAGA Quý vị thấy vô lý không? Đó, đó là cái cách, đó là cái mà tôi, tôi kể cho quý vị nghe đó. Do đó không có cái cách nào mà dồn hội vô hay không là là bây giờ phải chờ cuộc bầu cử. Mà somehow tôi vẫn thấy là những kẻ này vẫn tồn tại. Tại vì cái district của họ, ok? 100.000 dân ở district của họ đều bầu cho họ hết. Thì làm sao quý vị có thể lấy được cái ghế của họ đây? Nha. Rồi tiếp tục. Wow. À... Rồi. À đám người việt ở âu châu cũng thường hô hào green new deal thì tôi nói quý vị họ bị tẩy não bởi cái đám kia tôi nói họ quý vị họ bị tẩy não bởi cái đám cánh tả rồi do đó tôi thì nói thật quý vị ngày hồi bé đó tôi rất mơ tới âu châu tôi muốn tới được munich của nước đức một trong những cái thành phố gọi là nổi tiếng tôi muốn tới được paris tôi muốn tới amsterdam để mình có thể cảm nhận được cái cấu cái kiến trúc và cái lịch sử của họ nhưng mà rồi quý vị từ ngày mà qua mỹ tới bây giờ đó bắt đầu mà khi mà chúng ta bắt đầu nhìn lại tất cả mọi thứ đó thì chú, mình thấy rõ ràng là gì quý vị là tôi không còn cảm giác nữa ngay cả vợ tôi cũng nói tôi anh một đời anh à, em gốc âu châu anh phải tới âu châu một lần tôi cười tôi cười, tôi cười, cười cho nó qua chuyện tôi không muốn tới luôn tại vì cái cảnh thì nó đẹp những cái vết tích lịch sử thì nó đẹp nhưng mà con người ở bên đó thì như thế nào? Họ chỉ giữ cho phần của họ thôi. Họ muốn giữ cho cây xanh của Âu Châu đẹp. Nhưng mà họ sẵn sàng tàn phá những khu, những khu vực khác. Rồi lâu lâu họ xì tiền bồi thường chút đỉnh. Để lắp lỗ. Nếu bây giờ thực thi khí hậu toàn cầu. Thì chấm dứt tất cả các cái vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới. 200 nơi đều chấm dứt hết đều chấm dứt hết thì quý vị làm được không nó no. và bây giờ tôi nói thì, tôi nói với quý vị nếu mà nói như vậy thì Âu Châu đừng có mua dầu của Trung Đông nữa tại vì dầu thô đó nó gây ô nhiễm mà tại sao vẫn đi mua do đó quý vị cái tình trạng ô nhiễm nó có nhưng mà không tới mức gọi là à, là gọi là báo động nhưng đám này nó thổi phồng tất cả mọi thứ lên, trong khi nó vẫn dùng dầu thô. Nó tuyên bố là tranh đấu cho môi trường, nhưng mà nó bay bằng những cái private jet không à, tức là những cái mà quý vị Việt Nam gọi là gì, chuyên cơ hả? Mà cái sức thải carbon của chuyên cơ đó nó gấp mấy lần một chiếc máy bay thương mại Thảy khí carbon ra Nhưng mà nó vẫn ngồi chuyên cơ để nó đi vận động chống khí hậu toàn cầu bị hâm nóng, trong khi chính nó thảy ra sức nóng. Có tên nào mà của Âu Châu mà đi bộ để vận động môi trường không? Hay là nó đi xe? Nó đi xe, nó đi máy bay, nó đi tàu. Ủa, vậy xe, máy bay, tàu đó chạy bằng cái gì? Không lẽ chạy bằng nước hả? Quý vị đã nói là lý luận phải tới tận cùng để giải quyết vấn đề. Cái đám mà đi vận động cho môi trường đó nó đi bằng cái gì? Nó đi bộ không? hay là nó lái xe nó đi máy bay vậy máy bay và xe đó có thể là khí cạnh cả... xe cho là nó đi xe điện đi rồi máy bay thì sao bay từ nước này qua nước khác máy bay đâu có chạy đâu có chiếc máy bay nào bay bằng điện đâu máy bay nào cũng bay bằng xăng cả mà cái khí thải mà của xăng mà đốt ở trên bầu trời mà máy bay nó thảy ra đó nó khủng khiếp cổ. còn hơn cả quý vị ở dưới đường phố nữa nhưng mà nó vẫn ngồi máy bay nó đi đó thì cái thấy rồi đó ngay cả John Kerry nè, đặc sứ môi trường của Joe Biden nè, ông ta là đặc sứ môi trường đó, đi vận động các quốc gia khác à, à, gọi là cái gì à, chống lại khí hậu toàn cầu bị hâm nóng, đó. ông ta đi bằng cái gì? ông ta có một chiếc private jet riêng và bay bằng chiếc private jet của ông ta, tại vì ông ta là dân giàu có mà. chứ ông ta có bao giờ mà đi bằng đi xe đi bộ hay đi xe lửa đâu? đó, quý vị thấy đó, cho nên tôi nói là cái đám này á nếu mà lý luận tới tận cùng đó Thì mình sẽ thấy được rõ ràng Tất cả chỉ là thứ biệt bọn Mượn danh nghĩa Rồi lâu lâu xì ra 1 tỷ Mỹ Kim 1 tỷ Euro Để đưa lại cho những quốc gia nghèo khó đang phát triển Một hình thức ban phát thôi Cuối cùng là gì Họ duy trì sự thịnh vượng của họ Nhưng mà họ không san sẻ sự thịnh vượng đó ra Chỉ là ban phát giống như là ta là nhà giàu Lâu lâu tao tổ chức cái buổi phát cơm cho người nghèo còn nếu mà kêu họ chia tài sản họ ra cho cái sự tình vượng đó cho những người khác họ có làm không nó no. quý vị nếu mà xét về mặt lý luận quý vị đi theo hướng này quý vị sẽ thấy được cái sự gọi là à tôi gọi là bựa của đám cánh tả âu trong rất rõ ràng nha yeah. rồi tiếp tục à wow Việt Cộng nói vua Bảo Đại trao ấn kiếm cho họ Vậy mà bà vợ tay của vua Bảo Đại đem à, ấn kiếm ra đấu giá Kiếm của Việt Cộng là giả phải không anh Phong Thứ nhất là, là Cộng sản bị bọn Họ ép vua Bảo Đại thoái vị và không hề có cái vấn đề trao ấn kiếm gì cả Họ ép vua Bảo Đại thoái vị trong cái giai đoạn của năm 1945 Khi mà họ thực hiện cái gọi là cướp chính quyền Và quý vị lúc đó chúng ta có một cái chính phủ liên hiệp thì quý vị, chính Cộng sản ép vua Bảo Đại thoái vị để chấm dứt cái gọi là chế độ quân chủ. Nhưng mà Cộng sản lại giành quyền cai trị và không để cho chính phủ liên hiệp có thể điều hành quốc gia. Và nó mới dẫn tới cục diện năm 1954. Do đó, nó nói, nó nói là trao ấn kiếm, chả có ai trao ấn kiếm cho nó cả. Video nào cho trao ấn kiếm, nhưng cái đoạn video trắng đen mà nó ép vua Bảo Đại thoái vị là đang còn vẫn có đó. hãng thông tấn AP uh, đó, họ vẫn còn lại cái đoạn phim trắng đen đó. Và thứ hai là khi ngồi xuống viết bản hiến pháp năm 1946. Quý vị, nó không dùng cái chữ vua Bảo Đại. Mà nó chỉ tên, nó chỉ viết một cái tên rất là sắc sược Nguyễn Vĩnh Thụy. Rồi đám trẻ Việt Nam đâu biết Nguyễn Vĩnh Thụy là ai đâu. Mà nó không gọi là vua Bảo Đại. Thì quý vị, đây là cái trò gọi là lắp liếm của Cộng sản thôi. Nó ép Vua Bảo Đại Thái Vị chứ chưa bao giờ có tình trạng mà Vua Bảo Đại trao ấn kiếm gì cho nó cả. Do đó cái việc mà gọi là đã bán đấu giá một số những cái uh, uh, những cái tài sản của triều đình nhà Nguyễn ở bên Tây bây giờ đó quý vị. Thì uh, quý vị sẽ thấy rõ nè, Cộng sản cũng chả có muốn lên tiếng nữa. Tại vì nó không coi đó là tài sản của đất nước Việt Nam nó xem cái đó là một cái gì đó không phải của được việt nam nó chả quan tâm tới bất kể cái đó là di tích lịch sử của của dân tộc qua triều đại nhà nguyễn tại vì nó đâu có muốn chúng ta biết đến cái lịch sử nhiều khi mà một cái ấn kiếm hay là một cái à, một cái bảo ấn mà được đưa về việt nam mấy đứa nhỏ nó sao ủa cái này là cái gì ủa vậy thì ngày xưa mình có một à, một à, một triều đại quân chủ và triều đại quân chủ nó ra sao như thế nào và tại sao ngày hôm nay nó lại có lại nó lại ra như thế họ sẽ tìm hiểu tới tất cả những cái quá khứ lịch sử cũ họ đào bới lên lại lúc đó tất cả những cái trò biệt bọn cộng sản sẽ bị phơi bày do đó bây giờ bên bbc hay mấy cái đài kia làm cho cố lên tức là thổi phòng lên chả làm được gì cả chả làm được gì cả Quý vị, do đó những cái chuyện đó là nó cố tình đẩy cho quý vị vào một cái hướng suy nghĩ khác để nó tránh quý vị nhắc tới những cái chuyện mà nó đang đối diện bây giờ. Nha. Rồi tiếp tục. Chương trình giáo dục Việt Nam tuyệt vời nhất mọi người không nhìn ra à. Tiến sĩ à, không phải sĩ nha. Đầy đường ra đó. Thì đúng. Cái câu này đúng nhất. Nhất là trong nhà tù nhà tù cộng sản toàn là tiến sĩ không tiến sĩ với phó giáo sư không à trong khi tù ở mỹ và các nước khác á là tội phạm tội phạm hình sự còn tù ở việt nam đó toàn là tiến sĩ với giáo sư không à nhờ đó quý vị cứ tiếp tục cho con mình học ở cái nền giáo dục đó đi để cầm cái bằng tiến sĩ giáo sư rồi đi khoe với mọi người ô oh, con tôi là phó giáo sư tiến à, tiến sĩ phó tiến sĩ vân vân và vân, vân vân rồi tới hỏi nó cái ủa con là tiến sĩ ngành gì? Nói con là cái tiến sĩ ngành áo ngực hả? Hay là tiến sĩ underwear? Nghe nhục không quý vị? Ok Rồi tiếp tục à... Wow Ok à, ra lại chút xíu nha không mất của các quý vị Ok anh Phong, ông Trọng đi chuyến này có quy định chính sách gì với dân Việt Nam trong thời gian tới? Lần này, ông ta đang có mặt tại Bắc Kinh để gặp gỡ Tập Cận Bình. Trên nguyên tắc, là ông ta cho rằng là tập cần mình mời ông ta nhưng mà trên thực tế là triệu hồi ông ta tới để cho biết được cái chính sách của Bắc Kinh thì tôi nghĩ rằng lần này là Nguyễn Phú Trọng sẽ ký thêm một số văn bản tôi không biết văn bản là văn bản gì nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng nó cũng giống như 16 cái văn bản trước đây nó sẽ giấu hết và nó sẽ công công khai cho người dân biết những văn bản mà Nguyễn Phú Trọng sẽ ký kết là cái gì và nếu mà xét về quy tắc Nguyễn Phú Trọng không đủ tư cách để ký kết văn bản tại vì cái kẻ ký kết văn bản phải là nguyễn xuân phúc chủ tịch nhà nước hay là phạm minh chính là thủ tướng nguyễn phú trọng chỉ là ông à, tổng bí thư đảng nói nôm na một cách là chủ tịch đảng thôi thì chủ tịch đảng không có tư cách gì trong nguồn máy hành chánh hết rất là rõ ràng thì chuyến đi này quý vị đừng xem đó là một lãnh đạo nó chỉ là một tên tổng bí thư đảng đi gặp một tên tổng bí thư đảng khác thôi Chứ còn tập cân bình ông ta vừa là tổng bí thư ông ta là chủ tịch nhà nước ông ta là người đứng đầu nhà nước Trung Quốc còn nguyễn phú trọng không phải là người đứng đầu người đứng đầu cái nguồn máy cai trị tại việt nam là nguyễn xuân phúc còn nguyễn phú trọng chỉ là một đảng phái do đó quý vị phải làm rõ nhưng cái đảng đó nó còn toàn bộ chính phủ trên quyền lực của nguyễn phú trọng là cao nhất do đó lý do tại sao mà nguyễn phú trọng có thể đi có thể đi trung quốc được nhưng sẽ không qua Mỹ được. Dù Nguyễn Phú Trọng cũng muốn qua Mỹ cũng không được. Tại vì Mỹ sẽ không biết tiếp đãi Nguyễn Phú Trọng ở cái level nào. Và nếu mà không có một cái vị trí rõ ràng đó thì Mỹ không thể cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh bằng tiền thuế của người dân. Trừ khi người đó là lãnh đạo nhưng Nguyễn Xuân Phúc là chủ tịch nhà nước thì Mỹ sẽ cung cấp cái dịch vụ bảo đảm an ninh tối đa hay là phạm minh chính. Còn riêng với Nguyễn Phú Trọng Mỹ không có cái không có một cái protocol nào để tiếp đãi một ông chủ tịch đảng cả. Quý vị phải hiểu rõ như vậy nha. Rồi tiếp tục à cho con hỏi về EBT được không chú Phong? Chú đã giải thích rất là nhiều lần và chú nói lại lần nữa. Nếu con ở đang đang ở Mỹ từ một cái diện nào đó con chuyển qua EBT thì cơ hội của con có rất nhiều. Nhưng nếu con đang ở Việt Nam mà làm giấy tờ EBT thì chú chúc cho con may mắn là bởi vì con sẽ tiền mất tật mang và chờ hai đợi hai ba năm sau cũng không có được đi mỹ nữa rất là rõ ràng để cho con hiểu trừ phi con qua mỹ bằng cái du visa du học cái visa du lịch gì đó rồi tại mỹ này con xin chuyển đổi visa ờ tại vì có cái hãng này nó mở ra thì mấy bì có thể họ chuyển visa cho con để làm được rồi từ cái visa đó từ từ rồi con con làm tốt công việc 2-3 năm sau đó thì sở di chú đánh giá rồi mới cho con cái quyền được cư trú còn nếu con ở Việt Nam mà đi EBT đó thì nó thường thường đó quý vị cái phần trăm của nó rất ít nhưng mà những kẻ mà nói là ô tôi đưa được gia đình tôi đi làm EBT quý vị cái phần trăm nó không nhiều tôi nói là một phần trăm đó. nhưng mà nó vẫn nói ô có người đi được có thể có một 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 vài trường hợp nào đó đi được sớm nhưng mà EBT là quý vị đừng mơ tưởng đừng mơ tưởng EBT ngay cả tại mỹ này quý vị là bây giờ đó các cái hãng họ cần công nhân xây dựng này tại vì thiếu công nhân xây dựng này nhưng mà cái này họ dành cho những người ở trung mỹ và nam mỹ chứ không phải tại á châu họ không muốn sử dụng nguồn nhân công gọi là không có tay nghề ở tại á châu Tại Á Châu họ sử dụng là những người có tay nghề Ví dụ Ấn Độ Đa số cái gì thấy tổng giám đốc của mấy cái hãng lớn là Ấn Độ không đó Hay là tất cả các bệnh viện họ dùng những nữ y tá người Philippines Thì đó là những những người mà gốc Á qua đây làm việc bởi vì họ có trình độ chuyên môn Còn mà không có trình độ chuyên môn của thuộc dạng gọi là tay tay lắm chân bùn đó Làm bằng việc bằng bắp thịt của mình đó thì cái đó họ dành cho người Mỹ và người Trung Mỹ nhiều hơn y vinh con đang ở mỹ đó mà nếu biểu chú mướn con đó, chú cũng không mướn nữa tại vì sao Thấy một cái khúc gỗ một cái cây gỗ lớn ra đó con vác không nổi so với một người mẻ thì tại sao chú phải mướn con chú đi mướn người mẻ sướng hơn tại vì họ có bắp thịt sức mạnh họ tốt họ làm việc bằng bắp thịt không à còn chú mướn con chú phải nhức đầu nữa nha ok rồi tiếp tục ok à Có khi nào đám cực tả ghi danh đảng Cộng Hòa rồi nói mình là bảo thủ từ đắc cử họ trở thành nhà nghị trình nhà cánh tả không? Có chứ. Và chúng tôi gọi họ là Rhino đó. Nhưng mà chỉ được một nhiệm kỳ. Hai năm thôi. Hai năm sau bản chất lội ra thì họ bị đào thải. Tại vì ở Mỹ này, ở Hạ Viện, mỗi hai năm phải tranh cử một lần. Họ gạt được bao nhiêu lâu? Họ gạt được hai năm thôi. Rồi sau đó hai năm họ bị đẩy ra. Và những thành phần Rhino này vẫn còn nhiều Năm nay nó sẽ bị clean up nè Tức là năm nay những kẻ mà gọi là Rhino đó Có thể sẽ bị đẩy ra khỏi cái vị trí Khi người ta biết được nó là thành phần cực tả Đó, cứ vị thấy Lee Jenny không? Con gái của Dick Jenny đó Đã thua rồi Có như bà hết sự nghiệp rồi Nhưng mà bà vẫn tiếp tục để canh tấn công ông Trump đó Bà là thí dụ điển hình đó. Một thành phần Rhino đó Bây giờ bà còn đi tới Arizona ủng hộ cho đám dân chủ nữa. Thì quý vị, cái chuyện này là bình thường. Đội lốt là bình thường nha. Rồi tiếp tục. Wow, à anh à, có thấy đảng cộng hòa lên cầm quyền thì nước mỹ thoáng hơn nhưng tiếp một điều là không kiểm soát được truyền thông dân chủ thao túng tiếp tục hoa kỳ no đảng cộng hòa không thoáng hơn đảng cộng hòa lên họ chấn chỉnh kỹ cương quốc gia nghiêm khắc hơn bằng những cái luật lệ nghiêm khắc và minh bạch hơn còn đám dân chủ thì nó lấp liếm những cái nào mà nó gọi là đàn áp á, thì nó xả ra và những cái nào thuộc về quyền con người thì nó siết lại ví dụ là nó cần những thành phần bạo động ở ngoài đường phố lên nó, nó sẽ sẵn sàng trả tự do và ân xá cho những tên tội phạm ra ngoài đường những tên tội phạm này đã bị ở tù và bây giờ được ân xá hay là nó nói rằng ô À, cái cộng đồng ở chỗ a chỗ b chỗ c là à, bị à, đàn áp và bị à, kỳ thị nó khui mâm nó khui cái này ra để nó kích động sự à, thù hận còn khi đó rồi cái quý vị nhưng ngược lại những người mà biết suy nghĩ thì nó siết chặt quyền tự do của người ta những người muốn bảo vệ cho gia đình của mình trước những tình trạng tội ác gia tăng thì nó âm mưu nó cướp đi cái quyền tự vệ của người ta bằng cách là nó muốn tước đoạt cái quyền sở hữu vũ khí rồi nó sử dụng mạng xã hội kiểm soát quyền tự do ngôn luận nhưng ngược lại nó lại xả cản tự do nó gọi là tự do cho những tên tội phạm và nó biến những cái chất cấm thành chất hợp pháp do đó là cái sự khác biệt còn đảng cộng hòa không có thoáng hơn đảng cộng hòa lên họ chấn chỉnh kỹ cương cái nào bất hợp pháp là bất hợp pháp no matter what và họ giảm bớt cái nguồn mãi của chính phủ. Cho nó gọn nhẹ đi để bớt chi phí. Và họ bảo đảm cái quyền tự do ngôn luận tuyệt đối của người dân. Đó là đảng Cộng Hòa. Nhưng mà họ đối với nó thành phần tội phạm. Họ rất nghiêm khắc. Họ chấn chỉnh kỹ cương đâu ra đó rõ ràng. Cho nên đảng Cộng Hòa không có thoáng hơn. Và chính điều này nó mới làm cho kỹ cương quốc gia nó khỏe mạnh còn đám dân chủ lên nó tạo ra vùng màu xám người ta không biệt được một tên tội phạm và một người tốt một người sống tuân thủ cái luật pháp xã hội người ta không biết được ai là người người, người tuân thủ luật pháp xã hội và một tên tội phạm nó đánh đồng ngang với nhau và nhiều khi tên tội phạm còn được ưu đãi hơn cả một người đóng thế đoàn hạt đàng hoàng nữa đó quý vị thấy cái đại dịch vừa rồi không ở Los Angeles đó. và ở California đó nhân danh đại dịch Thả tự do cho các tù cho các nhà mở cửa các nhà tù cho các tù nhân được tự do. Nhưng ông ta siết chặt những người làm ăn, không cho phép mở cửa vì đại dịch. Trong khi thì xã tù nhân ra đó nó nằm đầy homeless ở California đó. Nó tạo ra cái vùng màu xám đó quý vị. Còn Đảng Cộng hòa nó, người mà sống gọi là tuân thủ luật pháp, đóng thuế đầy đủ thì phải được sự ưu đãi. Còn nó thì lấy lấy tiền nó đi ưu đãi cho thành phần tội phạm Thậm chí là nó còn cho muốn cho tội phạm ở trong tù được đi bầu, đi bầu nữa Quý vị Khi bị kết án tù Trên hiến pháp là kẻ đó sẽ bị mất quyền đi bầu Cho tới khi Nó được ra tù Và được tòa án Được quan tòa cho phép Và đưa ra cái phán quyết ồ Sau khi ra tù Nó có hạnh kiểm tốt mấy năm Thì trả lại cái quyền đó cho nó Đó là cái hiến pháp nó cho phép Nó đã quy định như vậy nhưng mà cái đám này nó sẵn sàng cho tù nhân đang ở tù được đi bầu luôn kể cả những tội phạm giết người thì quý vị cái này là không được nó làm ra một cái vùng màu xám nó tạo ra những cái lỗ hổng đó để nó thao túng còn nếu mà luật lệ rõ ràng đâu ra đó minh bạch đó, nó không thao túng được đó là lý do tại sao mà tôi nói với quý vị là nếu kỳ này quý vị đi ra đường bầu quý vị muốn một xã hội minh bạch một xã hội an toàn luật pháp rõ ràng thì quý vị phải bầu cho bên bảo thủ còn quý vị muốn con cái quý vị sau này nó tiếp cận với những chất cấm quý vị không biết ngày nào trộm cướp nó vô nhà quý vị hay là ra đường xe mình bị đập thì quý vị cứ việc bỏ phiếu cho đám dân chủ đơn giản thôi rồi con em quý vị đi ra dành việc làm với đám di dân bất hợp pháp không được. Tại vì đám di dân bất hợp pháp nó ăn lương rẻ. Còn con em quý vị có tay nghề thì dành dành việc với nó không được nữa. Không có việc làm. Nếu quý vị muốn tình trạng này thì cứ bỏ cho dân chủ. Còn nếu mà bỏ cho bên Cộng hòa, họ chấn chỉnh kỹ cương lại. Luật lệ rõ ràng tội phạm là tội phạm. No matter what. Và di dân bất hợp pháp là không được cái quyền tương đối tương đương với những người hợp pháp ở đây nó rõ ràng lắm quý vị nha rồi tiếp tục wow à ok à trịnh gì à, tịnh hoàng kim tôi đã trả lời hôm trước rồi nha đừng có nghe cái những cái chương trình mà gọi là thuần việt con khỉ gì hết tôi không ưa thuần việt tại vì thuần việt nó đang giết dần ngôn ngữ việt nam và nó đang tìm cách giết tất cả những cái văn hóa ngôn ngữ của người Việt Nam luôn nha rồi tiếp tục nếu làm được vậy OPEC ngã à, nga đi về đâu anh thì đó nếu họ đi thẳng luôn OK cái nào gây ô nhiễm là cấm hết giống như năm xưa chúng ta cấm ma túy dám làm không hay nó còn lệ thuộc vào nguồn năng lượng nước nào mà không dùng gas để là nước nào không dùng điện nước nào mà không dùng các cái xăng dầu để làm phương tiện sản xuất cho tới phương tiện di chuyển quý vị những cái này đều cần hết do đó cái đám mà gọi là đấu tranh cho môi trường này đó là một cái đám bựa nó mượn danh nghĩa đấu tranh môi trường thôi để nó thực hiện những cái nghị trình tức là những cái agenda của nó thôi nó chả có tốt làm gì lo cho thế giới này bị uh, mất oxy cả, nó cuối cùng nó duy trì quyền lợi của nó, nha. Rồi tiếp tục vào, wow. em muốn học quay phim theo kỹ thuật của những nhà làm phim tại Hoa Kỳ có cần bằng cấp cao không không cần, nếu đi vào chuyên môn thì ở Mỹ này thiếu thiếu gì, có một số trường chuyên môn tối thiểu uh, cùng lắm là high school diploma nhưng nhiều hạt trường họ không cần luôn Họ không cần high school diploma luôn Quý vị vẫn theo học nghề được Với điều kiện là có tiền học hay không Có tiền học hay không Là một chuyện khác Tại vì học vì nghề chuyên môn này á Tệ tệ lắm á Thì một tuần lễ á Là ít nhất cũng mười mấy ngàn Nếu học chuyên môn Tại vì những cái trường chuyên môn này á Tùy theo Nếu học căn bản thì nó dễ Có một số trường học nguyên khóa độ khoảng chả, chục ngàn hơn chục ngàn thôi nhưng có những trường nó có tên tuổi thì á mỗi tuần tốn 8 ngàn 10 ngàn là chuyện bình thường và học liên tục trong vòng năm năm trăm bốn giờ khi học được năm trăm bốn giờ tổng cộng số cái số giờ học là năm trăm bốn giờ thì coi như có bằng chuyên môn nha yeah, ok rồi tiếp tục wow à là Joe Biden sẽ bị luận tội sau khi hết nhiệm kỳ không anh thưa anh Thứ nhất là không có luận tội Nếu hỏi tôi có đàn, đàn hạch hay không thì có thể có Có đàn hạch hay không thì có thể có Còn luận tội thì không Luận tội chỉ dành cho dân thường thôi Còn tổng thống là dùng chữ impeachment Tức là đàn hạch Chứ không phải là luận tội Chữ luận tội chỉ dành, dành cho dân thường thôi còn à, cấp quốc hội trở lên và cấp bộ trưởng trở lên là đàn hạch impeachment nha. Yeah. Rồi tiếp tục à sau này gọi là quốc trưởng bảo đại có thủ đô ở Nam, Nam Bàn Đà Lạt đó, lớn nhất ai muốn biết thêm thì tìm hiểu thêm. Quốc trưởng là bởi vì sau khi mà chia đôi trong cái hiệp định Geneva thì lúc đó tạm thời à, vua Bảo Đại được mời làm quốc trưởng. À, trong cái chính phủ liên hiệp tạm thời Để tiến tới một cuộc bầu cử Và cuộc bầu cử đó đã diễn ra Năm 1956 tức là 2 năm sau đó Thì lúc đó ông Diệm đắc cử Và lập ra cái nền đệ nhất Cộng Hòa Thì quý vị Việc mà vua Bảo Đại tạm thời nắm chức quốc trưởng Là bởi vì cái tư thế của ông Là vị vua cuối cùng của Việt Nam Nhờ nên lúc đó Các đảng phái Đang gọi là thành lập chính phủ liên hiệp Thì các đảng phái đều muốn giành cái phần gọi là lãnh đạo do đó họ có 2 năm để chuẩn bị thì cuối cùng à, ông Ngô Đình Diệp là đảng Cần Lao đã thắng cử và trở thành và chính thức tuyên thệ thành tổng thống và là thành lập cái đại nhất cộng hòa năm 1956 thì vua Bảo Đại sau thời gian mà cả, à, có một cái uh, sự can thiệp của quốc tế về cái vai trò chính danh của một nhà nước Việt Nam đó thì cộng sản dùng bạo lực uy hiếp cho nên cuối cùng mới đi tới cái hiệp định Geneva năm 1954 chia đôi những ai thuộc đảng phái quốc gia đi vào nam những ai thích chủ nghĩa cộng sản đi ra bắc và kết quả người tập kết ra bắc chỉ có vài người hàng triệu người khác tràn vào nam đó là cái thực tế và cái sự thật nó diễn ra nha rồi tiếp tục ok à Biden và Tập đang diễn để bịp dân chủ cha con Biden làm ăn với Trung Quốc thì làm sao chống Trung Quốc anh Phong? Thứ nhất là con trai của Joe Biden có quan hệ với một công ty của Trung Quốc gọi là CEFC. -E công ty này là công ty tư nhân về quy tắc. Mặc dù những nhân vật trong công ty này là có quan hệ mật thiết với nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc và lực lượng PLA. Nhưng không có nghĩa là ông Joe Biden trực tiếp làm việc. Quý vị có bằng chứng không? Quý vị có bằng chứng là Joe Biden đang cấu kết với Tập Cận Bình để truy tố ông ta không? Câu trả lời là không. Bây giờ phải chờ đàn hạch, tức là phải chờ xem là ông ta có dính dấp gì trong thời gian ông ta làm phó tổng thống. Trong 8 năm ông ta làm phó tổng thống, ông ta có lợi dụng cái vị thế của mình để mà tạo cái lợi cho gia đình của ông ta qua con trai của ông ta hay không? thì người ta đang chờ đến cái lúc mà quốc hội có được quyền đa số của bên đảng cộng hòa họ đang muốn tìm hiểu là chuyện này vai trò phó tổng thống của joe biden đã can thiệp như thế nào cho con trai của ông ta và can thiệp như thế nào để con trai của ông ta từ một kẻ không có chuyên môn một kẻ nghiện hút sách mà trở thành thành viên hội đồng quản trị của công ty Burisma, công ty năng lượng của Ukraine, với mức lương 50.000 Mỹ Kim một tháng. Trong lúc ông ta trong vai trò phó tổng thống thì đang nắm cái ngân sách tài trợ 1 tỷ mỹ kim cho ukraine và lúc đó ai đã ép cho phía công tố viên phải rút lại cuộc điều tra về cái uh, tham nhũng và biển thủ công quỹ của công ty burisma ai đã ép việc mà sa thải công tố viên này thì đây là những câu hỏi mà người ta sẽ tìm hiểu lại và tôi nghĩ rằng người nắm tài liệu nhiều nhất là ông giuliani luật sư của cựu tổng thống Trump. Ông có rất nhiều tài liệu về cái giai đoạn mà Hunter Biden đã làm việc tại Ukraine. Còn cái mối quan hệ với Trung Quốc là ông ta chỉ lập một số những công ty head fund, tức là những công ty đầu tư thôi. Nếu mà muốn tấn công Joe Biden thì phải nắm rõ thông tin và phải có những cái thông tin thuyết phục được. Chứ đừng có khơi khơi nói là Joe Biden cấu kết với Tập Cận Bình. Cái đó là cái trò cái gọi là nói như vậy á là không thuyết phục được người khác. Khi bước ra ngoài đường á, người ta sẽ nói à quý vị là gì? Thằng này nó ghét Joe Biden cho nên nó chụp mũ cho Joe Biden. Tại vì quý vị nói mà không có bằng chứng đi theo thuyết phục. Muốn thuyết phục thì phải tìm hiểu lại tất cả các các cái tin tức để biết được nha. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. À. Wow à. Đảng Cộng hòa nắm đa số của quốc hội, Biden à, có từ chức không? No. Ông ta không từ chức nhưng ông ta sẽ ký phủ quyết rất nhiều. Rồi tiếp tục, ok à, rồi Làm tổng thống Mỹ cần phải có bằng đại học hoặc thạc sĩ không anh? Hay không có trình độ miễn bầu là được? Nói. No. Ăn thua do người dân bầu. Quý vị chỉ cần sinh ra tại Mỹ, quý vị đều có quyền trở thành ứng cử viên tổng thống Mỹ còn thuyết phục được người khác hay không để bỏ phiếu cho quý vị là một chuyện khác quý vị có thêm bằng cấp quý vị có kinh nghiệm quý vị có thể chứng minh khả năng của quý vị để thuyết phục người khác hay không còn bầu cử ở mỹ này không cần quý vị có bằng cấp có những người không có bằng cấp gì cả vẫn đắc cử vào các vị trí vẫn đắc cử vào các vị trí và thậm chí các đời tổng thống mỹ cũng có nhiều người không có học luôn xuất thân nghèo khó vẫn đắc cử vào chức tổng thống Mỹ nếu họ thuyết phục được công chúng bỏ phiếu cho họ. Quan trọng nhất cái nghị trình của mình, còn cái bằng cấp hay là cái kinh nghiệm nó chỉ là cái background, cái lai lịch của mình thôi để mà củng cố cho cái lời thuyết phục của mình thôi. Ông Trump đâu có kinh nghiệm chính trị đâu. Chưa bao giờ làm chính trị cả. Nhưng tại sao ông đắc cử năm 2016 so với bà Hillary là một nhân vật bằng cấp vừa là một đại luật sư vừa là một cựu thượng nghị sĩ, vừa là một cựu ngoại trưởng và là cựu đệ nhất phu nhân, kinh nghiệm chính trị đầy mình, tại sao thua trong trăm? Tại sao thua trong trăm? Trong khi ông Trump là một người không hề có kinh nghiệm chính trị luôn. Là vì ông Trump thuyết phục được quần chúng bỏ phiếu cho ông. Ông có cách để thuyết phục quần chúng mà không cần tới bằng cấp. Thạc sĩ hay là kỹ sư hay tiến sĩ gì cả. nha rồi tiếp tục ok à phe dân chủ mỹ đang co đang theo học con đường à, gần với độc tài vì muốn nhà, nhận, nhà, nhà ngăn chặn tiếng nói tự do nhưng may mắn dân mỹ đã có tự do sẵn nên không ngán họ nhưng mà cái vấn đề ở chỗ người mỹ sẽ nói chuyện ở đâu đi xuống đường nói ngồi trong nhà nói lên tv nói hay là lên mạng xã hội nói tv nó kiểm soát mạng xã hội nó kiểm soát còn đứng ở trong nhà nói chỉ có vợ con mình nghe ra ngoài đường cùng lắm mấy người hàng xóm nghe thôi được bao nhiêu người biết tới quý vị đây tiếng nói của quý vị đây mặc dù nước mỹ về mặt gọi là hiến pháp luật pháp không ai cản trở tự quyền tự do ngôn luận của quý vị quý vị vẫn có thể ra đường nói có thể đứng trong nhà nói có thể là vừa lái xe vừa la vừa nói luôn nhưng quý vị được bao nhiêu người nghe ở thời đại mới bây giờ muốn được người ta biết tới nhiều tiếng nói của mình là phải đi qua truyền thông và truyền thông xã hội thì nó kiểm soát và nó siết chặt cái này bởi vì những cái nơi mà kiểm soát siết chặt này nó không phải chính phủ nó là tư nhân do đó quý vị chúng ta tranh đấu là buộc các mạng xã hội phải tuân thủ cái điều này và đó là tại sao chúng ta chờ đợi cái cuộc bầu cử sau cuộc bầu cử Chúng ta sẽ tháo gỡ cái session 230 Mà khi tháo gỡ cái session 230 đó Tôi bảo đảm với quý vị Ít nhất một ngày Cỡ Youtube, Facebook hay là Twitter đó Vài trăm ngàn đơn kiện mỗi ngày Tại vì lúc đó người dân có quyền để đơn kiện họ Nội mà cái tiền mà họ Họ mà chi cho pháp lý đó, Bất kể thắng hay thua đó Là cho họ phá sản luôn Nếu mỗi một ngày Có cả trăm ngàn cái đơn kiện thì quý vị đỡ không nổi đâu. Nha. Yeah. Rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi. Trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Cảm ơn quý vị đã có đặt những câu hỏi và những cái ý kiến ngày hôm nay. Mến chào và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.